Đi chợ Gò Công nha. Chợ Gò Công. Chợ Gò Công mua mồi về nhậu. Ơ mua mồi về ăn Tết. Thì Tết rồi nhậu đó. Chợ nha. Chợ rồi nha, chợ có bán gì mua hết luôn nha. Chương trình siêu phân mai buổi sáng ngày hôm nay, chợ Tân Trung đi luôn rồi, đi luôn không luôn rồi. Tôm nè có 12.000 ký kìa. À, mua nhiều, mua 70-80 ký, 100 ký. Trời ơi, đã chỗ khốt vô bên đây cho ông chèo. Chỗ khốt cho. Mua tôm ăn trừ cơm nha. Tôm quá rẻ 120 ký. 120 ký cô không đi tao ba tao không. Đổ đóng đóng luôn à. 12.000. Chỗ này nè chứ có đâu. Bự hơn. Nè khỏi lửa qua đây nè, con bự con nè, hốt. Đốt lửa ngon nó chịu nhìn nó được. Nó dốc rồi bậy bạ vui vậy thôi. Chụp vui, nó chụp vui. Thôi bây giờ mua 2 cái này tốt nha. Tiền bến tiền vải nữa. Con gì kìa, cua kìa. Đây cua, ghẻ này kìa chết. Cua sắp. Để mà hàng đi bắt hay cua nè, cua biển.
chợ về nghe mọi người. Đó. Mới về nè, mua hết cái chợ luôn. Ghê không? Này là gì? Tôm. Tôm 12.000 ký. Hải sách này vô. Mua 4 ký. Trời, 2 ký thành phố. Ở đây đem ký thôi, ăn 2 ký ở đây đi. Trời đất ơi, mua 2 ký. Ở đây đông mà. Mua tầm lum đồ ăn hết. À mua 2 ký đem cho anh ký hả? À. Má Tư kêu đem lên cho bà ngoại với lại Lu ơi. Cái này em cắt mớ hấp chung rang muối. Làm món gì? Bữa nay sẽ làm cho một cái rang muối rất là ngon. Thôi rang muối hết đi, còn ba cái kia đâu. Phải không? Ok vậy được. Cái này răng me với cái kia răng me luôn. Ủa răng me gì? Cái me lâu chết. Cái gì lâu? Tao mới nhâm. Thì cái này tao luộc xong tao vô tao rang nhà bà, tao qua tao quậy nước me xong. Vậy là em rang muối, chị răng me. Rang me đi. Mà để lại anh hấp mớ. Rang không à? Họ rang hết luôn đi. Luộc ăn đỡ ngán. Rang hai cái rang luôn. Vậy hấp mớ đi. Trời có mấy con mà chia nữa gì? Làm luôn đi. Nhiều lắm chứ. Không, nhiều lắm. Thủy 10 con cho mấy. Hấp cho mấy đứa nó ăn rang muối cay sao nhá ăn. Có 10 con cho mấy. Muối cay lắm đó. Chị hấp bia đi. Hấp bia mớ. Bia đây. Nè cái càng này để lại đi. Mấy con. Có 5 con cho mấy. Muối còn mang mang rang muối tôi ăn con muối. Mấy ăn rang muối thôi. Có 5 con cho mấy. Có 10 con. Không mày lấy thêm cái chồng. Nghe 15 con, 10 con. Bà nội ơi nhiều lắm. Trời ơi, thấy chồng mày nói á. 1 2 3 4 5. Nè, để công chỉ nè, đó nè. Đây. Đây. Tôm rang muối. Tương giao không? Dạ. Kéo đi, kéo đi. Hết gồm rồi, kêu gồm rồi. Ồ, tao mập lên rồi, gồm rồi. Mập lên. Trời má ơi. Dễ ghê quá nè. Dạ. Cắt tụi chị bay ơi, đó. Đưa cho em đi. Cắt vô, cắt mấy con đó đi, đưa đó đi. Cái ghê quá. Ghẻ nè. Nó không có màu tím là không cái phải con đủ đực không? Nha. Đủ thì lấy chổng lên. Con đực nó sẽ tím. Cái này con đủ cái không à? Ai biết mẹ hoài em làm như. Thường lần đầu tiên là thí nghiệm. Má ơi, nó đơn giản lắm. Lần đầu tiên là thí nghiệm là đem dục hết. Không có đâu. Trời ơi bị bỏ làm tâm. Đi, làm đi, bỏ tâm lắm. Huyết vô đó. Ly đâu rồi? Ly ào. Trời ơi, cái này được có 18 con rồi hả? Càng không, càng ngoe không. Đủ không? Cái càng ăn được á, đừng có bỏ càng. Sao? À, chứ ai nói vậy? Bỏ vô họng á. Kề cái cà na lên thấy cưng không? Được rồi đó, nó lên rồi đó, nó vượt rồi đó. Mẹ nào món nào đâu. Ủa, cho bánh mì nó có ly nữa vậy. Mẹ làm món này đúng không? Đó, trời. Để chén như em. Mời thử đi. Thôi được rồi, không ăn chén đâu. Không chén hả? Thử đi mẹ. Quên rồi. Mẹ ơi. Đây ly chứ tài. Nói ly nhưng mà để tôi. Ủa đi đâu nhanh vậy? Sao không lấy ly cho tôi uống trời? Ờ không lấy ly cho nó uống bia trời. Thào lâu. Dọn cái dọn ba nè em đó. Lấy ba cái đi nha, đi Hải. Ba người ba cái. Ông nào? Đây. Đâu tôm làm gì? Tôm rang muối. Muối à? Đi. Đây là tôm rang muối. Ba muốn mấy đem mới dọn lên nè. Hai chị em ruột làm phải không? Ừ. Đây là cua bia. Không. Ghẻ. Ừ. Rồi giới thiệu đi rồi. Cho có ba con vậy. Ghẻ hấp bia luôn. Cái núi nè. Hả? Cho ba con vậy. Mẹ, giang đây hai con rồi nè, mua 1 ký luôn đó. Ờ, cái muối. Bảy cái này để đưa cho anh Tư nè. Chấm muối nào? Ấp phong xả nữa hả? Cái này không phải muối dẻo nha anh Tư. Này muối. Muối chén đâu chấm. Cá đuối một nắng. Chấm đi. Chấm sao? Cá đuối một nắng. Chấm nào cái này phải không?
này hả? Cái đó có mắm me. Mè nè. Nè để đây đi. Bánh tay. Văn me. Ăn từ món, ăn từ món. Rồi bà Tư, gà Tư gì dưa rồi bà Tư. Đó giới thiệu nãy giờ đó. Con kiến. Đồ ăn con. Vậy con kiến đó hả? À, con đâu? Con kiến. Con nó ăn rồi. Từ từ. Để tao ăn trước đi, nó ăn sao? Rau ngon không? Không. Mặn không? Không. Dạ. Rau muối không mặn? Rau muối ta để bột ngọt hả? Được. Rau muối đâu phải mặn chứ. Anh bẻ này ra để vậy sao ăn. Anh bẻ đi. Rồi đó rồi bẻ ra. Thợ nấu tự nấu tự ăn nha, chứ mình khách khứa mình chưa thưởng thức à. Có ly đâu cũng cũng chén hả? Ăn cái nào? Ghẹ gạch cho chị. Ghẹ. Ghẹ. Ghẹ nay không có ghẹ tiếp. Ủa này ông thấy mấy cái ly nhỏ nhỏ đó. Anh Tư mày lấy lại, anh lấy thì anh đi giục tao thấy đây. Cho để chứ. Lấy đó đi. Để chỗ cái tủ á con. Ly này đâu? Trời đất ơi. Con lấy cái ly nhỏ đó chút đi. Để bẩn gì. Chơi rồi. Ngay trong cái ly kia, ngay trong cái tủ. Tủ chưa? Chén thì còn thì con lấy. Ok. Còn thì lấy, điên lượt một đi, đỡ thêm cái gì nữa, thấy cổng chưa chị. Xe, đứng cái cổng chưa chị. Bia con cọp. Không lấy hả? Lơ Không đi rồi. Có để gì. Con ly nó khó, mày đâu mày lấy đi. Em nó về rồi hả? Một cái không lấy gì, hai cái. Gớt. Đâu có ốp lạnh à. Đâu có ốp lạnh rồi. Còn chai trong tủ. Màu xám luôn. Chắc là cho cái ly thiếu cái ly này. Làm gì nữa? Cái ly. Cái ly nhóc của người nữa. Đó. Ly nhỏ đây nè. Tôm hồi sáng đi chợ này nha mọi người là ký là 120 nè. 12.000. Ờ 12.000 chú quên. 12.000 ký. Mua mười mấy hai chục ký đấy. Rộng để dành ăn. Ông hút phải, lấy ông hút phải. Chưa gì có kêu gì giận luôn. Lấy ông hút cho mẹ luôn. Con mực nè. Con cá đuối. Ê, con cá đuối nè. Cá đuối một nắng. Nắng hả? Đây là mực. Rồi, mực một nắng hả? À? Sau đó giờ nghe một nắng không? Không nghe ai nói hai nắng hết gì. Đúng rồi, mực một nắng hả? Ý là hai nắng là nó không queo luôn đúng không? À. Mua vàng nha mọi người. Con mua vàng ký 50.000. Nó là con. Ký 50.000. Cho không? Cho. Ở trên phố mò bán dọc đường 30.000 ký. Con đi đâu nó vậy hả? Không mà không phải ốc này đâu hen. Ốc mua vàng á. Cái này ốc bu lá. Cái này ốc mình. Sao phân biệt được? Bu đen, đất á. Trời ơi cái đít nhỏ người ta nè ông. U vàng đít nhỏ. Ốc lát lại cái con đít bằng. U vàng, u vàng đít nhỏ. Hình như nó đỏ hơn phải không? U vàng á. Đây lột cho mấy ông nè. Ăn người dơ cũng có con giấy người ta. Người ta kêu mà vô lấy cuộn giấy này. Vô lấy đi. Con này nó xung quá con giấy á. Không biết vợ mình làm ăn có ngon hay không. Không. Thấy lột lột ăn nãy giờ. Con này không chắc vậy. Chắc. Mặn quá. Mặn. Để tao gà muối. Tao nêm đồ rồi. Ăn nhau rồi, ăn tôm vợ mình làm nha. Hải hả? Mày đi đâu hả? Mặn quá. Con hả? Cái chén để mày chỉ lên đầu tủ lạnh cho con lấy. Lấy rồi. Con lấy cái chén nhỏ với chén của con Su á. Lấy đúng. Hai cái chén đó ra đây rồi lấy cái chén này ăn. Đúng là tôm rau muối mặn thiệt. Có con giấy ông lấy giùm luôn ơi. Gan gì ăn uống bia sao đủ. Trong tủ uống ly á. Dạ. Hả? Làm gì sao bia sao mặn uống bao nhiêu cho đủ. Cái mặn đó không?